Hello. Thế bữa là tôi đi làm quán cơm ông Ngựa xong cái là tôi bị đuổi. Thế là hôm nay á, tôi quyết định là tôi sẽ kiếm một công việc khác để tôi làm. Nên là hôm nay tôi đang đi ở trên vòng vòng trên đường, tôi có cái quán mà đây có gym nè, là phòng gym được không? Dán tôi biết là phòng làm PT gym được nữa nhưng mà. Ui. Có một cái quán cà phê cầu đất hả? Cao đất. Ok, tôi sẽ apply quán này. Xong, mấy quán vậy có mấy lần là mát nè, nhiều khi chắc lương cao lắm á. Ok, đi vô. Em chào chị. Chị tính gì vậy? Chị Đường Quyên. Thì hôm nay là em đang đi ngoài đường, xong cái em thấy trời nóng quá, xong thấy tiệm của mình có mấy lạnh nữa, khi em thích quá mình, em muốn apply đơn xin việc ở đây, em gửi chị đơn xin việc của em. Ok. Đó. Thế là đi làm ở đây chỉ vì mát vậy ạ? Em đâu nói gì đâu, em chỉ nói là tại mát nên em thích em ghé vô thôi, em đâu muốn nói gì việc đâu. Muốn thử việc luôn không? À, em muốn thử việc luôn chứ. Ủa, em là sao? Em chưa có kinh nghiệm làm gì hết, nhưng mà em làm gì cũng được hết. Em đã từng đi làm ở đâu chưa nhỉ? Em chỉ có làm ăn ở không thôi chị. Em ngủ chơi game. Mức lương apply ở đây là muốn bao nhiêu sao? Em làm đang tính em lấy rẻ thôi, 200 triệu một tháng. Thế thì ở đây lại có 25 ngàn một giờ, nhắm có làm được không? 25 ngàn á, cơm áo gạo tiền, chơi luôn chị. Em là kiểu gì cũng chơi hết. Việc. Dạ rồi, vô luôn chị. Ok, vậy đầu tiên mình làm cái gì vậy chị? Trước tiên chị sẽ hướng dẫn em làm cà phê máy trước nhé. Dạ. Em chưa có một xíu kinh nghiệm nào ấy, thì chị sẽ hướng dẫn em bước đầu tiên. Không những em không có kinh nghiệm mà em không uống cà phê nữa. À, không uống em cà không phê. Biết em không uống được cà phê. Thế là say cà phê à? Dạ dạ, em bị say cà phê. Ở dưới này. Rồi thả tay ra nào. Xong mình đổ ra đây. What? À, uống xem thế. Mình phải nén chứ, cái này là bã. À, xài rồi á. À, em đâu biết đâu. Ấn xuống. Ok, đây. Xéo góc bước xiết. Bấm nút. Em đố chị là cái thức uống gì mà có nhiều canxi và sắt nhất? Cà phê. Đúng nhiều rồi. Canxi và sắt. Đúng rồi, là cà phê, chị biết tại sao? Tại canxi là CA, FE là sắt, cà phê. À. Vậy nó hơi nhạt, em cái chút em nó hơi nhạt, em biết. Chị đã làm cho em một ly bạc xỉu nha. Dạ, ok. Mình đầu tiên mình sẽ cho 20 sữa đặc vào trước này. Sữa tươi của em sẽ là 30, em để cho chị đầy một cái zip này nha. Rồi, nữa hả? Khi sữa đặc với sữa tươi vào tan vào nhau rồi thì dạ, sẽ lấy dập đá giúp chị nhỉ. Sẽ tiếp tục lắc cho khi nào sữa tươi sẽ đầy gần đầy đi. Dạ. Ủa sao nó không kêu vậy ta? Ủa hay vậy? Đây là hai shot. Dạ. Mình sẽ lấy một shot. Một shot cà phê. Ui. Mình lấy bạc xỉu của em. Đem đỉnh vậy. Vậy em đi biết là bạc xỉu rồi đó. Ngon quá vậy. Một ly latte nóng nha. Để thì như này. Đúng rồi. Xong ấn xuống không chị? Đúng rồi. Kìm nén. À, sao nóng vậy? Sao nóng vậy? Sao nóng vậy chị? Cái này mình giữ ở trong máy cà phê. À, hèn chi, hèn chi. Em ấn xuống em đụng chút đi. Đúng nóng luôn. Trời ơi. Xiết lại. Phát ăn ngay. Ui. Ok. Ấn nút nè. Ủa tại sao phải để hai cái ly khác nhau vậy chị? Mình sẽ lấy một shot. Và một thế giới mới nha. Ôi hay quá vậy. Hay vậy. Hay vậy. Thế thì thử nha. Thử nha, ok, cho em thử nhẹ đi. Ok. Được rồi. Ủa nước nó nhiễu ra gì, là mình lau hay là mình liếm ra gì? Mình lau đúng không? Chứ ở nhà cái sữa nó ra vậy em sẽ. Thế nhưng mà này em. Thế mình ở nhà là em dùng cái. Thì đúng rồi, nó cứ lên rửa lại em sẽ. Thì nó lâu. Không có lau, nó có đồ lau không? Rồi nào, đây để ở đây. À, xong. Bấm xuống. Rồi. Em bỏ vô đây lại đúng không? Đánh rồi, em đánh cho. Không được chạm. Không được, không chạm, được chạm luôn. Đúng rồi. Coi vậy đây em cầm tay phải cho. Ờ, đây em sẽ cầm như thế này rồi. À. Cầm chắc nha. Dạ, khoan từ từ. Từ từ, chị làm em lo lắng quá. Tự nhiên. Cầm không chạm nhưng mà phải chắc nha. Dạ, nó chắc, đặt chắc. Ra đánh sữa này. Dạ. Ok, chị sẽ giúp em. Dạ, dạ, dạ. Cái chừng phỏng nha. Ok. Cho nó đầy lên đúng không? Đúng rồi. Này là. Ủa, sao nó không lên? Ủa, sao? Từ từ em đang vẽ hình vuông em không? Đây là điện thoại. Đâu em đang vẽ hình vuông nè. Sao nó xấu vậy? Sao nó xấu? Ok, là bây giờ mình sẽ rửa chén không chị? Là mình sẽ rửa bằng cái này đúng không? Ơ quên tự nhiên lấy. Em quên lấy cái này. Tự bóp ra. Cái mà cảm giác mà em rửa chén mà em thấy khó chịu nhất đó là gì chị biết không? Chị đang rửa đi hả? Xong cái thí dụ như có cái kệ để đồ đúng không? Xong chị để đây, xong nước cứ chảy, tôi để chảy vô nách. Trời ơi. Thế em có biết cái cảm giác mà đang rửa đồ bị ngứa không? Đúng rồi, đi ngứa mũi á, không làm được. Rất là sạch, rất sạch luôn. 99% sạch.
sẽ bấm vào mục order nhá. Dạ, sau order. Sau đấy là mình sẽ bấm vào sản phẩm mà khách muốn dùng. Cà phê suối đá. Dạ rồi. Sau đó là mình sẽ báo giá với khách. Dạ, thưa khách là 27.000 và nhớ tip thêm cho em 10.000 nữa là em cho khách uống ngọt. Tại sao lại là thưa khách? Ủa chứ mình nói sao chị? Cái chủ ngữ vị ngữ là như thế nào? Dạ em thưa khách. Anh chị. À anh chị, à, quên anh chị, dạ chào anh chị. Quên tại em không biết là cái khách trước mặt em là ai, nên em gọi là khách chung á. Dạ mà là thí dụ như người ta vô đây người ta kêu một cái gì đó không trên đây thì mình nói sao chị? Khách là sản phẩm đó, quán mình không có. Mình sẽ hướng khách sang những cái sản phẩm tương tự như vậy. Hay là em nói là thí dụ như mà khách tới xong kêu không có thì em kêu là này không có, anh muốn qua anh kia uống được. Đúng gì? Mình không chứ giờ mình không có thì mình để người ta muốn thì mình đưa người ta khác đi chỗ khác đồ uống đúng không? Rồi thế thì doanh thu của quán ở đâu ta? Và bây giờ chị có tự tin để em đón khách hàng đầu tiên của em không? Ok. Ủa? Sao tao nhau tao không gặp mày vậy? Cái đó tao hỏi mới đúng á, tại sao đi đâu không gặp vậy? Bữa tao đi làm. Tại sao đi làm bữa làm bên kia mà? Không đi làm lấy tiền đâu ra ăn ba. Rồi bây giờ uống cái gì? Muốn cái gì? Không có cãi lộn muốn cái gì? Bây giờ mới có cà phê sữa đá, cà phê đen đá, bạc xỉu đặc biệt, cà phê đen nóng. Mày không đợi tao để tao đá mày luôn, mày tao đúng. Tao để tao đọc hết. Trà gừng nè, cà phê sữa, cà phê đen, sữa đặc thêm, túi giấy vàng. Uống cái gì? Đó nghệ thuật xíu đi. Nghệ thuật không? Nghệ thuật qua bên kia kìa, có cái triển lãm xe bên kia kìa. Đó, nghệ thuật qua bên đó. Như đuổi khách. Đuổi luôn mày là tao đuổi. Tao muốn cái gì? Một ly latte đi. Latte rồi muốn vẽ cái gì? Năm nay năm con hổ. Vẽ con rồng cho tao. Ok, con rồng thêm phí nha. Bây giờ cái ly latte hả? Mày phải đưa tao 200 để bù cho cái tiền vẽ con rồng. Con rồng khó mà. Không vẽ được không trả tiền. Tiền trao cà phê múc. Băng được không? Băng được luôn, lát băng nha. Ok, lát băng. Rồi, đi ra ngoài kia đi. Như đuổi khách again. Tao đuổi cái gì nhà mày luôn á. 5 minutes later. Nó thiếu sữa quá. Nó không có ra con rồng. Đó. Tuyệt vời. Bây giờ phải bưng cái này ra làm sao cho nó không có bị hư cái hình nữa. Từ nha. Nè, sao phải nè. Ê. Hả? Mày nóng quá, vô chổng nha. What? Đợi xíu. Má cái thằng này. A few minutes later. Ê, rồi bên này chó mắt quá. Ngoài kia ha. Tao quánh chết cha mày. Nè. Ủa, con rồng đâu? Mày đổi chỗ nhiều quá, tao đi con rồng nó bị hư rồi. Mày muốn không tao vẽ lại cho nè. Thôi. Vẽ chi nữa? Về, uống gì thế này. Ok, thì em gửi chị cái đơn xin việc của em. Thì là hôm nay em đã làm được 45 phút. Chị thấy chị hay đánh giá cho em đi là em mấy sao. Này chắc 6 sao không á, 6 sao cộng luôn á. Sao 2 sao vậy? Em thấy em làm quá trời luôn em nè. Em làm cái này làm cái kia, em làm những thứ mà em không biết làm mà em vẫn làm được mà chỉ có cho em 2 sao vậy? Em học hỏi rất là nhanh. Dạ. Nhưng mà thái độ phục vụ của em không tốt. Không thấy thái độ em tốt. Em khiến khách của chị đi về. Đâu có đâu. Tại vì người ta đòi nghệ thuật, em chỉ người ta có chỗ, người ta còn nghệ thuật thôi chứ bộ. Nhưng mà thái độ của em không tốt thì người ta mới đi về mà. Chị còn tiền lương của em đây sao chị? Vậy là không có lương luôn. Mà thôi kệ không sao, hôm nay không có lương, mai đi làm lại có lương nha. Vậy mai em quay lại em làm tiếp được không? Ngày hôm nay của em là kết thúc ở đây nha. Dạ. Vui vẻ nè. Dạ. Dạ, cũng được. Em cảm ơn chị. À, khoan đã. Dạ. Trả chị cái đồng phục với cả tạp dề nha.